tá hỏa khi nghe hai bà cháu sống trong nghĩa địa. Qua cuộc tìm hiểu và trò chuyện, bà có chia sẻ về sự việc đến nỗi không tin được về hoàn cảnh và gia đình của bà. Con dâu của bà mắc một căn bệnh mà bác sĩ cả thế giới đều phải bó tay. Để biết thêm về thông tin cũng như về hoàn cảnh của bà, mời các cô chú anh chị xem clip. Giờ cùng Phi Vlog mến chào cô chú anh chị khán giả, cũng như là chào đến tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hôm nay Cường cũng đến thăm lại mộ của anh Phi đó cô chú anh chị. Thì cũng tình cờ gặp hai bà cháu, thì cũng có tâm sự đó cô chú anh chị. Thì hai bà cô đây thì có nói là hoàn cảnh của cô thì rất là khó khăn, nên mới vào trong một cái khu gọi là người mất đó cô chú anh chị. Có nghĩa là nơi an nghỉ của những người mất đó cô chú anh chị, để mà sống. Tại vì cũng hoàn cảnh thì cô nói là gặp khó khăn nên cũng không có đất đai gì nên phải vào đây. Thì để biết câu chuyện của cô và hoàn cảnh của cô như thế nào thì mời tất cả các cô chú anh chị cùng với Cường hỏi thăm hoàn cảnh cô như thế nào hả cô chú anh chị. Dạ. Cô cho con hỏi, con thấy cô ở đây đó là vì lý do gì mà con thấy cô đi quét ở đây vòng vòng hoài đó cô? Dạ, quét mã mồ, quét ông bà trong bà phù hộ vậy đó. À, cái này khổ quá. Ở đây có người thân của mình không hay là sao? Con thấy mã mồ quá trời, nó có phải cô của người thân mình hay là của người ta? Cũng của người ta, cũng của mình vài cái vậy đó. Chung nhau mình quét cho người ta, giùm người ta luôn vậy đó. Hồi đó hồi đó gia đình mình ở đâu vậy cô? Gia đình nó đi ở tùm lum la, không có chỗ ở. Đi lum la ở chỗ này vài tháng rồi. Người ta sợ mình giành đất đai, người ta kêu mình đi đi nữa, đi dời đi hoài. À, cũng giống như là mình là người vô gia cư đó có hả? Dạ. Không có không có đất, cũng không có nhà luôn đúng không? Dạ. Rồi cô vào đây cô ở như vậy là đất của như thế nào cô? Đất làng vậy đó. Đất làng như mình ở là mình giành được chỗ nào thì mình ở vậy đó. Mình lại khai phá chút rồi mình ở. Cô có thể cho con biết cô tên gì không vậy? Đinh Thị Liên. Cô Đinh Thị Liên. Bé trai con tên gì con? Nguyễn Hoàng Nam. Bé này là như thế nào với cô? Bé này là cháu nội chú. Má rồi. Nó chết hồi 29 tuổi. Má nó chết 60 năm rồi. Má nó bệnh tới chết hả? Mổm cho cháu uống nhôm xương còn có 23 kg. Chết luôn. Lúc mà mẹ bé trai này mất là lúc đó cô có biết là mẹ của bé trai bệnh gì không? Bệnh thôi, nó bệnh tụm lum tụm lá chú ơi. Nó bệnh ung thư khỏi tụm lá, nó hồi lao nó. Rồi hiện tại giờ là bé trai ở với cô. Nó ở với mình, bên ngoại đâu có ai nuôi. Ngoại cũng chết rồi, nó mới chết nữa. Rồi mấy người gì kia người ta đâu có nuôi. Ta nuôi con, ta đứa không nổi nữa. Ta đâu có nuôi cháu. Vậy hả? Dạ. Khổ chết ở tôi làm không nổi chú ơi. Làm không nổi luôn. Rồi với trai nè, con cho chú hỏi ha. Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Con 14 tuổi luôn nhỉ. Con tên gì? Nguyễn Hoàng Nam. Nguyễn Hoàng Nam, con nói lớn lên để cho cô chú nghe ha. Dạ. Rồi con có đi học hành gì không? 14 tuổi rồi. Không. Nó học lớp tình thương á, học trong Bà Phước á. À. Rồi người ta cho gạo cho thế thường nghiệp, cho gạo cho này kia hoài. Dạ. Bà Phước á. Kia, học lớp Bà Phước á hả? Ở trong Bà Phước, lớp tình thương Bà Phước đen mình nè. Có nghĩa là học lớp Bà Phước đó chỉ là học có biết chữ thôi đúng không? Biết chữ thôi à. Đọc được viết kỹ tên thôi. Chứ không có tiền chú ơi, sao đi đóng chịu nổi, tiền nó có ăn nó, tiền nó đóng chịu mấy, rồi tiền tập tiền vỏ ai chịu mấy tiền đâu. Hồi lúc đó là gia đình của bé trai này là ở riêng hay là ở chung với cô? Nó ở riêng kế bên, nó nhà từ thiện ta cắt cho nó đó chú. Vậy hả? Đường đó đó. Tịnh độ cắt cho đó, hai đứa này khổ chết, ba đứa con không làm đủ ăn chú ơi. Một ngày có 100 mấy ăn sao đủ rồi chú, ăn sao đủ. Con có con có chị em gì không? Nó không có, có hai anh em chết thằng em rồi. Nó có mượn giờ còn đến nó. Còn có mình hả? Dạ. Đứa em kia cũng mất luôn hả con? Mất luôn, 3 tuổi chết luôn. Bây giờ chết bên đây, năm nay nó 10 tuổi rồi. Rồi bây giờ là sống một mình với bà nội hả? Sống với bà nội không. Ông nội giờ bệnh lên xuống nằm trong nhà. Ông bệnh hoài à. Tuổi mà còn ông chết luôn. Rồi cô này hàng ngày con thấy bé trai này cứ chơi vòng vòng ở cái khu này hả cô hả? Nó chơi vòng vòng đấy không chú? Có đi đâu, có biết đi đâu đâu. Không có gì. Lộn, dám mua ăn, nó lớn mua cho ăn không á. Khờ xe hả? Con thấy sao bé khờ lắm hả cô hả? Đi ra ngoài chơi chút chạy vô cũng không dám ra tới lỗ. Ra lỗ thì xe quẹt không đến thinh. Vậy hả? Xe người ta quẹt không đến thinh. À nãy chú đi vô mà chú có thấy con đứng con ca con nhảy đó. Dạ. Con cái đó con giỡn thôi chứ không có hát, không biết hát. Chứ con thấy chú thấy con hát mà, hát rồi con nhảy đó mà. Con hát dở. Đâu con thử hát tặng chú một bài coi.
Tự tin lên, mình là người đàn ông, tự tin lên. Hát lên hát bản nào cho chú. À, hát bài, bài nào đó tặng cho chú bài thử ơi. Bắt kim thang thà lại biết gò cột quá kèo là kèo quá cột. Hát mấy lớn. Dầu qua cầu mà thế chú bán ếch ở lại làm chi. Con le le đánh chó khỏi càng, con miều bị khỏi càng. Rồi cái bài hát đó là con học ở đâu vậy? Con nghe hát. Con nghe hả? À, con nghe ở đâu? Con nghe người ta mở. Người ta mở trên đài, con nghe con hát theo à? Rồi ngoài bài này ra con có biết bài nào nữa không? Chứ thật sự mà nói mà bé mà khoảng 5 tuổi, 6 tuổi đó là người ta biết hát bài này rồi. Mà con 14 tuổi mà con cũng biết hát bài này, con có biết bài nào thêm không? Chết rồi. Từ nhỏ tới giờ là bé không cũng không có tiếp xúc với ngoài xã hội của không? Không có đi học chú, không cho đi ra ngoài, mình ơi, tao kẹo luôn rồi. Là ngọng tiếng ngu quá chú ơi. Thì là nó không chơi nhà, bé năm, bé Nam phải không? Dạ, con tên Nam phải không? Nguyễn Hoàng Nam thì năm nay cũng 14 tuổi rồi, nhưng mà tại vì rất là khờ của chú anh chị, tại vì không có tiếp xúc xã hội nó nhiều. Mấy biết nói chuyện á. Thì bé chỉ chơi ở trong cái khu này thôi của chú anh chị đây. Toàn là những nơi an nghỉ của các cô chú, những người khuất thôi của chú anh chị. Đó. Rồi bé có chơi vòng 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 ở đây một mình nữa không hả? Dạ, chơi với mấy anh em đó đó. Con của người chú đó. À. Bạn đó, với nó, có chơi ai hết. Ừ. Rồi cô nè, thì cô đi quét gác vậy là cũng không phải, thứ nhất là mình chỉ có người thân 2-3 người thôi, ngoài ra thì cũng người lạ không đúng không? Lạ không. Nhưng mà mình đi hàng ngày công việc của cô là đi quét gác vậy để làm phước đúng không? Dạ, quét vòng vòng rồi chú ơi, ai thấy tội nghiệp mình cho 50%. Có cái đi ngang người ta kéo tay lại người ta cho, người ta đi cúng mã rồi đó. Dạ. Lại ý hơn cho ý mua thuốc uống nè. Đi không nổi mà ý còn gắng quét ông bà phù hộ cho. Tôi nói đi không nổi cũng gắng quét coi kệ đi. Thế thí dụ như mình sinh sống ở đây mình có gặp chuyện tâm linh gì không đó cô? Không gặp gì chú. À. Tôi có cái giá cho gặp hoài mà không gặp. Không gặp ha. Dạ. Cũng như người ta phù hộ mình, ta cúng cho mình thấy. Cũng mình quét mình cũng giá rồi ông bà phù hộ cho tôi đi, tôi hết đau cẳng giò đi. Cũng vậy à. Mình đau trong xương rồi hết không nổi chú. Chết đem theo. Rồi Nam con đi, thường thường con chơi ở đây nè, con có gặp trường hợp ví dụ như gặp người lạ lạ nào không? Thí dụ như gặp chỉ có người cúng mã là... người cúng mã con có gặp một cái bóng trắng á gì đó không? Không. Không luôn hả? Đấy. Ban đêm con có đi ra ngoài đường ngoài đây không? Nó con không. Đi vòng vòng con thấy. Đi vòng vòng nhưng mà không thấy. Theo con nghĩ chắc là bé ở đây thì từ nhỏ tới lớn cô hả? Từ nhỏ nhỏ mà nó mới hai ba tuổi nó ở đây rồi. Chắc bé cũng quen cái môi trường nên bé cũng không có sợ gì mấy. Không con. Sợ đâu con. Nó quen rồi nó không sợ. Quen rồi. Đi mình ơn nó, bằng đêm ở đây người ta đi tới khuya chú ơi. 10 giờ mấy. Ông già nó đi tới 12 giờ 1 giờ. Trời ơi. Đi nhậu chú ơi, nó nghe. Mày sao vậy? Nó biết quậy nọ nặng lắm, nó uống rượu nó nhậu nó lại lụa. Mày nhiên phát á. À rồi hàng ngày này là cha của bé vẫn còn cha cô hả? Còn. Nhưng mà cha nó 30 tuổi, 36 tuổi. Nhưng mà cha cô nói là theo cái ý con biết là cô nói là cha không quan tâm tới bé hay sao? Nó không mấy gì quan tâm thương con vậy đó. Nó cũng thương vậy mà không thương nhiều. Nó thương rượu chè, bạn bè. Ồ nhậu dữ lắm hả? Ồ lầy lụa chú ơi. Nè hỏi nhỏ chị dâu nó biết không? Trời ơi. Uống quá trời chú ơi. Tại nó có nhại à, chỉ chú. Bữa nào chú lại gặp thình lình gặp nó thì chỉ chú coi. Nó uống vô, nó làm có tiền nó cũng cho tôi chút đỉnh gì đi, nói hay đi. Còn có cái nó không cho, nó đem đi nhậu hết. Rồi mình nói nó nói nặng nhẹ mình nữa chú ơi. Con khó sống. Anh đó là con ruột của cô đúng không hay sao? Con ruột. Cô gồm Út á. À Út, cô gồm bao nhiêu người con vậy? Bốn người trai không à. Rồi nó khổ khổ con chú ơi. Con thứ hai này hơi đỡ là mã có ăn nó đỡ vậy thôi. Còn ba này nó khổ nó chết. Thằng kia kìa. Lội từ hẻm 11 lại. Lội mộ không đó. Mười mấy năm không biết đạp xe đạp, không biết đạp, nó khổ gian nan nữa, còn khổ độc nữa. Đi làm có ngày nghỉ chú ơi, bệnh còn dám nghỉ nữa. Vậy hả? Người làm mà vợ ăn hiếp, vợ chửi mắng không cũng đến phim. Tại nó cuộc khờ nó mới được khôn á. Dạ. Tao nói cuộc khờ ở vậy đi con ơi, đừng lấy vợ chi khổ lắm, vợ ăn hiếp chú ơi. Làm banh lui mạnh, banh từ uy bia quay ớt, hồi lui ai quay lô tô quay ớt. Cô nói tiếng Việt đi. Là sao? Anh người con đó là người con thứ mấy của cô vậy? Thứ ba. Rồi cô nói về vợ của ảnh như thế nào? Ôi vợ nó mới thương chồng. Không nó, thương. Nó mới thương chồng. Thằng này làm tiền bạc nó chửi nó mắng thôi, tội nghiệp á. Giờ đi màu nữa rồi.
có bao giờ là những người con của cô là thấy cô ở như vậy nè, thì đem rồi cũng có cho cô một chút đỉnh tiền để trang trải trong cuộc sống không? Nó cũng cho chút đỉnh, nó có nó cho chút đỉnh vậy đó. Nó ăn cơm nhà mình thì nó cũng như má ơi, phụ mua đồ ăn cho đưa má 20 vậy đó. Ăn đi làm chiều nó mới về ăn buổi sáng không à. Nó thấy mẹ làm cũng vô tiền, nó cũng tội nghiệp mẹ nó hay đi. Rồi lại thấy mình làm gì không kịp cũng tiếp làm nó hay đi. Chỉ có người con trai út là đang hiện tại đang đang sống với cô đúng không? Sống là ở mình ở, nó ở trong nhà mình đó, nó vợ nó bỏ vợ rồi nó không ở. Thôi vợ con quỷ không chú ơi, chịu nổi đâu. Rồi cha của bé Nam nè là sống với cô hay sao? Ở sống chung đây luôn mà nó ở có nhà riêng đó. À nhưng mà hầu như là không quan tâm. Cơm nước thì tôi nấu cho nó ăn. Nó cũng thương con mà nó mấy thương hơn. Nó mấy gì thương con nhiều. Rồi bé Nam nè. Là mẹ mất lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi đúng không? Rồi lúc đó là con có biết mẹ chưa, biết mặt mẹ chưa? Biết rồi. À rồi mẹ mất lâu rồi, bây giờ là hiện tại bây giờ là con còn nhớ mẹ không? Không, có nhớ. Nhớ lắm đúng không? Dạ. Có nhớ không? Chú ơi, trả lời cho chú đàng hoàng. Rồi thí dụ như mà nhớ mẹ con làm như thế nào? Con có biết hiện tại là mẹ đang nằm nghỉ ở đâu không? Không biết chỗ. Ở trên trời. Ở trên trời hả? Ở chùa Khang kìa. Dạ. Đẳng á, cốt của đẳng á. À có nghĩa là mẹ con bé Nam nó ngu thấy không, nó ngu chú thấy biết, không biết nói chuyện nó biết cỡ nào. Dạ. Cụ thờ nó chết luôn. Vậy là mẹ con bé Nam là hỏa thiêu cô hả? Thiêu không ai án. Hồi mắt nó 29 tuổi nữa, không còn chết luôn. À lúc đó là bé Nam mấy tuổi rồi? Bé Nam lúc đó 2 tuổi hay sậy, cỡ 2 tuổi không? Ừ. Nhỏ hơn này chút. Nhỏ hơn. Như vậy thì cũng biết mẹ ha. Dạ biết mẹ. Rồi từ lúc mà mẹ mất đó là trong thời gian trước là con nhớ mẹ thì con làm sao? Làm sao nói chú biết? Con đòi nhớ mẹ. Con đòi nhớ mẹ, con khóc luôn đúng không? Khóc đòi mẹ đúng không? Có không? Có. Có. Rồi cho đến một khoảng thời gian này con cũng lớn rồi, 14 tuổi rồi đúng không? Dạ. Thì cái nỗi nhớ mẹ thì cũng nguôi ngoai rồi, nó không còn nhớ mấy đúng không? Rồi nhiều khi con đi học gì nè, nhiều khi đi học gì nè, rồi những bạn bè của mình đó là nói mình là người con không có mẹ không? Có nói không? Không. Không ai nói hả? Thật sự là bạn bè có biết gì hoàn cảnh của con là mẹ con mất không? Có. Có nhưng mà bạn bè không nói tới đúng không? Thì cũng đỡ phần nào hay con ha? Chú chỉ sợ là nhiều khi con một cô mẹ vậy nè, rồi con đi học chung với bạn bè kỳ thị nói mình là người con không có mẹ đó. Dạ. Sợ con buồn vấn đề đó, cũng không có cũng tốt mà ha. Dạ. Rồi bây giờ là con đi học cho bà Phước học hay không, giỏi không? Con học biết chữ. Biết chữ chưa? Dạ. Bây giờ con đọc viết là được hết trơn đúng không? Dạ. Rồi giờ hiện tại thí dụ như mà chú hỏi con, thí dụ lớn lên con muốn làm công việc gì? Bệnh trong mình nó đủ thứ luôn. Bệnh gì cô? Bé bệnh gì cô? Nó cầm lá chứ. Bệnh hiểm nghèo chú. Bệnh hiểm nghèo hả? Dạ. Là bệnh gì vậy cô? Nó bệnh nhiễm á chú. À chị là bé bị nhiễm hả? Dạ. Là lãnh thú hàng tháng đó chú ơi. Lãnh thú hàng tháng. Cái đó là có vẻ là ta kêu bệnh cái gì về thầy cái gì kêu bệnh sao đó thầy cái gì đó gì nè cái kỹ gì đó cái kỹ á hiểm nghèo đó. Ta từ nhỏ tới giờ hay là mới lớn lên mới phát hiện? Chú ơi, từ nhỏ sinh ra là bị luôn ha. Rồi mình có đi chạy chữa đâu không cô? Chạy chữa nó uống thuốc hàng tháng chú, lãnh thuốc hàng tháng uống uống là ngọt á chết á, uống không uống là nó gút chết luôn á. Ông nội lãnh ông nội đi mướn bác sĩ đó bà lãnh cho hàng tháng rồi cho tiền bà, kệ mình gán nhịn ăn đi cho bà 100. Em bệnh mới 3 tuổi, mắt ăn khỏi lũng hết trơn. Vậy là em của bé Nam đây là cũng mắc căn bệnh giống bé Nam. Dạ. Vậy còn không may thì cái này cũng này chú biết sao, cũng như nó có chồng trước lần rồi. Nó cũng có đứa con trai nó lớn rồi, vợ nó nè, vợ thằng con út tôi đó là má này nè. Dạ. Rồi chú biết sao, chồng nó lây cho nó. Rồi nó gặp con tôi đi, tôi mình đâu có biết đâu, người ta nói nó bệnh vậy mình không. Nói con ơi thôi, nó bệnh thì mình có thương nó làm chi, sợ mình lây bệnh sao mình khổ mấy anh chú. Dạ. Nó cũng nói nó đòi hoài rồi, tôi cho mình đi, giờ nó cũng lây bệnh, nó cũng khổ, ông già nó cũng bệnh luôn.
À, vậy cũng là bệnh nhiễm luôn đúng không? Chú coi khổ vậy đó chú. Vậy là bệnh nhiễm của bé Nam này là từ mẹ sang con. Đó chú coi. Thì cha trước của bà già nó, chồng trước bà già nó sang cho nó. Rồi bà già nó mới sang lại cho ông già nó mới nói lại qua nó luôn. Dạ. Yeah. Chú coi sao nó lãnh thuốc hàng tháng uống chú ơi, khổ lắm. Rồi vậy là hàng tháng là bé Nam đây là phải lãnh thuốc uống. Thí dụ như mình không có thuốc thì nó có rút quá chú. Nó rút hả? Nó rút mình còn xương da không được thì chết á, ngọt á. Rồi có nhức gì không? Có nhức gì không bé Nam? Dạ không. Nó nhức bình thường à. Bình thường vậy thôi nhưng mà mình không có thuốc thì nó lại rút ha. Nó rút mình á. Rồi nó ăn khỏi mình hết con trùng á. Nó đi xét nghiệm máu. Đầu năm là đi xét nghiệm luôn á. Đang cũng như coi con trùng nó còn mấy con thì người ta cho thuốc uống, còn nếu nó nhảy ra nhiều con ấy thì người ta cho thuốc mạnh chút nữa. Bác sĩ á, nó ngay bác sĩ vô tổng hả, trước tới phải nói chú ơi, người ta tội nghiệp, ta cho tiền luôn, thấy tội nghiệp, rồi người ta cho quà một năm vậy, người ta cho được 1.2 triệu, kêu lãnh quà lãnh tiền luôn á. Ở đâu thành phố xuống cho, ta biết nó bệnh vậy đó chú ơi, bệnh ngốc nè, thứ này bệnh ngốc luôn. Hồi đó giờ là mình có đi khám bệnh ở bệnh viện nào chưa? Nó đi bệnh viện này bây giờ nó lãnh bên sẵn gì? Thời bệnh viện còn đây nè, khám hoài đó. Là lúc mà đi khám là khám ở bệnh viện Sản Nhi cũ đúng không? Dạ. Rồi hiện tại bây giờ đã đi lãnh ở bệnh viện Sản Nhi. Mới này nè. Mà nó không có đi, ông nội nó cũng đi không nổi, ông đâu có lãnh. Vậy là căn bệnh của bé, Nam này là từ nhỏ là cái sự lây từ mẹ sang con đúng không? Từ mẹ sang con đó chú. Nhưng mà mẹ may mắn sao là bé Nam này vẫn còn tới 14 năm hay cô hả? Trời, uống thuốc hoài chú ơi, không uống là chết rồi. Dạ. Ráng đi lãnh chú, uống hết tháng lãnh nữa, mỗi tháng lãnh nữa. Nhưng bây giờ lãnh không nổi thì kêu bà đó, như bà bên phát thuốc á, bà dùm lãnh cho không rồi mình cho tiền bà cái, bà không muốn lấy, bà thấy mình tội nghiệp á. Nó thôi con dùm lãnh cho gì đó coi, cho nào Nguyễn Hoàng Nam uống rồi khỏi cho tiền thôi, cô Lê phải cho cô mới được. Cô đi làm phải có tiền chứ, đâu phải đi lãnh dùm không hoài cô có gì mà ăn. Rồi ba bé Nam thì đi làm gì, chừng nào mới về cô? Mỗi ngày đi làm hồ làm này kia vậy đó, làm thợ. Nó làm mã với anh hai nó đó. Hai nó kêu thì làm gì, còn không kêu thì ở nhà. Nó uống với nó cũng cọc trong teo uống nhôm. Uống hoài chú coi nó nghe. Nó ghiền uống nào chết. Nó nói con uống nào chết, con buồn quá uống nào chết thôi. Buồn vì vợ của anh mất hay là sao cô? Nó buồn tùm lum hết trơn, buồn thôi. Nó đi mượn nợ ông nằng, nó đi ăn nhậu quậy quạng thôi. Quậy quạng sao quậy tiền bạc, cha mẹ ít có được ăn. Chơi bạn bè chứ. Giờ thiếu nợ 2 mấy triệu chú coi. Trời ơi. Chú coi lấy gì trả nổi, mình nghèo lấy gì trả nổi. Rồi đóng lại một tháng chú biết nhiêu, 2 triệu mấy. Và trong khi hoàn cảnh mình đang phải ở trên một mảnh đất, gọi là mảnh đất của những người nằm người. Rồi làm sao mà có tiền đâu mà trả. Rồi cứ đi đóng lại đúng gì. Ta nó bỏ đi làm được mấy triệu, anh nó cho trả được 5 triệu là mấy ngày đó. Nó làm ngày được 450 đó, thợ. Tô nó mài mã rồi đó, dán gạch rồi nó biết làm chưa á. Dạ. Anh nói vậy làm từ đó, nó làm theo, nó học rồi, nó biết từ anh đây. Chú biết sao rồi, đi trả người đó được 2 triệu. Bây giờ còn thiếu 20 triệu nữa đó. Thôi chết rồi, tôi nói mẹ mày cho mà cha mẹ ăn, không nói nó mày ăn chơi vậy đó. Là con người đó là con của cô, con của cô, con Út đúng không? Con Út á. Trời đất ơi, rồi bé Nam nè. Rồi bây giờ ba đi làm vậy, rồi có khi nào là tới tối hoặc là này nọ ba mới về không con, hay là về sớm? Tối mới về. Rồi trong khi ba về đó thì con có hỏi ba về vấn đề là ba có mệt hay không, con có hỏi không? Là thường thường là ba về đó là con đã ngủ chưa nè? Dạ, chưa. Nó cũng còn thức. Chưa, nhưng mà cái sự tiếp xúc ba với con là ít lắm đúng không? Ba chỉ đi làm rồi tối về rồi ngủ rồi ba đi tiếp, chứ thật sự ba cũng không có ngàn tới con hay sao? Cũng mấy giờ tới. Nó về thì nó dùm bóp lưng bóp gì cho ba, nó ba nó kêu qua tôi nói bóp cho ba mày đi. Nó có sức nó làm, có tiền cho mà không ăn chăn nhiều, nó cũng cho ăn ít kệ đi. Bóp cho nó mày làm con, mày phải đi trách nhiệm lo cho cha, kệ đó con. Nó biết biết thôi, nó thương mình thôi. Nó thương cũng mấy thương chú ơi, nó uống cụ chè nó. Nó có mấy thương. Anh buồn quá nên anh uống cụ mỗi ngày vậy đó cô hả? Tùm lum tùm la chú ơi, nó bệnh lum la. Bệnh lớp nào bệnh chỉ nó lây người ta, gì đi đâu la lết lây người ta nữa. Anh nhiều thứ bệnh quá vậy? Bệnh tùm lum chứ. Rồi bé Nam đây thì năm nay cũng 14 tuổi, cũng là một phép màu hả cô ha? Dạ. Thì thưa cô, con cũng ghi hình tới đây thôi ha. Dạ. Thì con cũng chúc cô nhiều sức khỏe và chúc cho bé Nam nhiều sức khỏe con ha. Dạ. Và thưa cô chú anh chị, thì Cường ghi hình
hai bà cháu này thì truyền tải lên, mong được các cô chú anh chị khán giả chia sẻ mạnh tay để đó là động lực cho Cường Phi, và cũng là để mà tiếp cận đến các mạnh thường quân để muốn giúp đỡ cho bé. Tại bé hiện tại là 14 tuổi của chú anh chị, nhưng bé mắc bệnh từ nhỏ, đó là bệnh nhiễm lây từ mẹ sang con của chú anh chị. Thì hàng ngày bé cũng phải đi hút thuốc, đó có nghĩa là đi lấy thuốc để uống, để uống tới tháng lãnh lần lần đó chú. Dạ thầy, coi con cũng xin chúc cô nhiều sức khỏe, chúc bé nhiều sức khỏe nghe con. Dạ.